Trong ngày học hôm trước, Dương đã hướng dẫn các bạn cách để có thể mở CapCut ra hoặc là để một tờ giấy để các bạn có thể làm được video đúng không? Thì trong ngày hôm nay, Dương sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em quay tại một cái vị trí ở bên ngoài. Vì một số anh em thì đôi khi là chúng ta ở trong nhà thì nhà nó không có không gian, nó gọn gàng, sạch sẽ. Thì chúng ta có thể đi ra ngoài công viên như thế này, bất cứ một nơi nào mà nó yên tĩnh. Thì đôi khi ấy, yên tĩnh lại giúp cho anh em cảm thấy là tự tin hơn, vắng vẻ cũng giúp cho anh em cảm thấy tự tin hơn. Thì ở đây thì Dương có một cái không gian công viên như này. Thì trong video này, ngoài việc là hướng dẫn anh em quay thì sẽ hướng dẫn anh em edit nhanh cơ bản là trên điện thoại. Thì bây giờ Dương sẽ thao tác luôn nhé. Chuẩn bị bối cảnh xong thì chúng ta, nếu như chúng ta có một mình thì chúng ta sắm một cái thiết bị như này. Cái này nó gọi là một cái cây tripod. Đây, Dương có thể kéo ra như này. Đó. Rồi, mình để như này. Đây. Sau đấy thì điện thoại mình để như này. Điện thoại mình kê lên đây đi. Để Dương cho nó quay ngang ra. Rồi. Vẫn hơi thấp, để là hơi thấp. Thì Dương có thể kê nó lên trên một cái, đây, kê nó lên một cái tường như này để cho nó nhớ này, mắt nhá, mắt của mình ấy là phải ngang với cái mắt của điện thoại này, cái camera của điện thoại này, nhớ nhá. Có một điều lưu ý với các bạn là nếu như chúng ta có thể trang bị thêm được micro nữa thì tốt. Đây là một bộ micro mà Dương vẫn đang sử dụng. Thì phần micro Dương đã có gửi file cho anh em rồi đấy. Anh em chúng ta sẽ tùy việc là vào cái ngân sách của chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc mic bao nhiêu tiền. Chiếc micro đầu tiên mà Dương mua ấy là nó có giá là 250.000 thôi. Và mình dùng nó đến bây giờ mình vẫn còn đang giữ để làm kỷ niệm. Sau đấy mình nâng lên những chiếc như GoTrek thì 1 triệu. Rồi mic Rode mà đang đeo đây thì 5 triệu. Còn chiếc này là 8 triệu. Như vậy là chúng ta không cần phải mua những cái chiếc mic như này ngay đầu tiên. Còn nếu mà anh em có khả năng mua những cái chiếc kiểu như là mic Rode thì nó cũng chỉ tầm khoảng hơn 1 triệu thôi. Thì cái kết cấu nó sẽ như thế này, tương tự như này. Thì Dương sẽ mở ra để Dương cắm vào cái điện thoại này để mình ghi hình. Nó sẽ có một cái cục như này này. Cái phần mà mic ấy, thì có thể sẽ có một bài riêng về trang thiết bị nhá. Bài này chủ yếu là Dương đang hướng dẫn anh em là cách chúng ta ra bên ngoài, ngoài trời để chúng ta setup bối cảnh. Và sau đấy thì chúng ta làm video và chúng ta chỉnh sửa nhanh ở trên điện thoại. Đây, Dương sẽ gắn nó vào đây. Nhìn có rõ không? Nếu mà không rõ thì cameraman có thể đi gần lại. Rồi, nó tự kết nối rồi này. Thì Dương sẽ đeo thêm một chiếc nữa. À, cái chiếc mic này để bắt vào cái điện thoại nhá. Còn chiếc mic này làm video cho mọi người nghe ấy. Rồi. Đây, Dương sẽ giấu nó đi vào trong áo đi. Rồi, ok. Rồi, cameraman đứng dịch ở đây đi. Em đứng đây. Rồi, đấy, làm sao mà quay được cả cái điện thoại. Đây, thì Dương đang đứng trước mặt điện thoại đây rồi. Và trước mặt Dương là CapCut và đang có phần nhắc chữ. Nhớ này, nhắc chữ không phải ai cũng cố phải quay bằng nhắc chữ nhé. Nếu bạn thuộc được thì bạn nói thì càng tốt. Và có một điều lưu ý nữa là đằng sau này, đằng sau của Dương ấy là mặt trời không được ở đây. Mặt trời phải ở đây, hiểu không ạ? Mặt trời là phải ở đằng sau điện thoại của chúng ta. Chứ mặt trời ở đằng trước điện thoại là nó sẽ bị ngược sáng, trông rất là xấu. Rồi bây giờ Dương bắt đầu nhá. Dương sẽ chọn là thời lượng là 3 phút này. Sau đấy mình làm video, sau đấy thì sẽ có video để edit. Trước khi nói, cái này là mẹo này. Là mình cười. Cười tức là mình cười này. Xong rồi mình nhìn vào camera mình bắt đầu nói. Đó, tức là mình cười trước đi. Thì đến lúc vào khung hình ấy là nó bắt được cái cảnh mình cười luôn. Rồi, nào. Sổ đỏ ghi tên của bạn, nhưng tài sản không phải là của bạn. Tại sao nhiều người lầm tưởng tên của ai ghi trên trang bìa của sổ đỏ thì người đó là chủ tài sản? Thực tế, đây là sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì theo luật kinh doanh bất động sản, người ghi tên ở trang 1 chưa chắc là chủ tài sản, mà chúng ta cần phải kiểm tra thông tin ở trang 3 hoặc là trang 4 của cuốn sổ đỏ. Người đứng tên ở trang 4 hoặc là trang 3 mới là chủ tài sản thực sự tại thời điểm đó. Anh chị em lưu ý về điều này nhé. Ấn vào dấu tích V. Rồi, như vậy là đã có một video
dài 29 giây. Và rất có thể là video này vẫn triệu view nha. Phải lưu lại đã. Rồi, Dương đã lưu xong. Và bây giờ thì Dương sẽ quay trở về nhà làm một cốc cà phê. Sau đấy thì ngồi edit và hướng dẫn mọi người cách edit cơ bản ở trên CapCut.